Rồi ok, chào toàn thể anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của bên shop. Trong cái video ngày hôm nay là shop này xin giới thiệu cho anh em là tất cả các mẫu chân trống của cho anh em chơi PCP nhé. Từ condo là FX truyền thống là lắp được hết anh em nhé. Đầu tiên là vẫn là cái phương thức giao dịch của bên shop. Anh em mua hàng thì liên hệ vào hai số điện thoại shop để ở trên biển kia và có cái bạn Zalo trực tiếp anh em nhé. Đấy, để mua bán thành công thì anh em ấy mất bỏ ra 1-2 phút alo trực tiếp vào shop. Rồi sau đây shop sẽ xin đi vào chi tiết cái từng sản phẩm ngày hôm nay. Giới thiệu cho anh em đây là toàn bộ là những cái mẫu chân trống. Đấy, chân trống là hiện có đấy anh em hay dùng hiện tại nhé. Đầu tiên giới thiệu cho anh em, đầu tiên là mẫu chân trống đầu tiên đây. Đấy, mẫu chân trống này là mỗi chân trống nó dài đây, shop sẽ được đo trực tiếp cho anh em luôn, đo trực tiếp đấy, trực tiếp cái chiều dài của nó để anh em lấy phù hợp kích cỡ của mình nhé. Đấy, nó có rất nhiều loại chân trống đây. Thì mẫu đầu tiên là chân trống tầm độ là đây là 25 phân anh em nhé. Đấy, rút ra 25 phân đấy, hỗ trợ là dây 11 nhá anh em lưu ý nhé, hỗ trợ dây 11 đấy, có thể rút vào này. Đấy, rút vào này. Đấy, rút vào rút ra này. Đấy, rất chi là đấy, rất chi là trơn luôn nhé. Đấy, hỗ trợ là dây 11. Chân trống này là cái chân trống là cái dạng thấp anh em nhé. Đấy, dạng thấp, rút ra của nó là 25 phân. Đấy, rút ra 25 phân. Đấy, anh em có thể kéo đây, kéo vào anh em tùy cái cao hay thấp anh em xử lý đây. Đấy, đây. Đấy. Đấy, anh em mua hàng thì anh em alo shop là bán cho tôi là cái mẫu chân trống. Đấy, chân trống dây 11 là cái loại là 25 phân nhé. Đấy, của nó là làm bằng thép nhá, thép không gỉ nhá, thép không gỉ được sơn tĩnh điện nhé anh em nhé. Đấy, đây là shop đã lắp cho anh em là cái dây vào rồi đấy, hỗ trợ chân dây 11 đấy, rất chia đẹp luôn này. Đấy, cái phụ kiện đi kèm của nó lúc nào cũng có theo cho nó là một cái lục giác anh em nhé. Đấy, chân chống nặng thế cũng có kèm theo là lục giác đấy, không lục giác thì anh em lắp ra được nhé. Đấy, đầu tiên là cái chân trống, cái loại này là cái loại là 25 phân, cái loại tầm thấp. Đấy, em xin báo giá luôn cho anh em nhé. Đấy, mỗi nó có rất kia nhiều loại nên là mỗi loại anh em mua hàng thì anh em lưu ý, anh em cứ alo để đẩy video mua cái loại nào kích cỡ bao nhiêu thì là shop sẽ báo luôn. Đấy, cái loại là chân trống là 25 phân này shop báo cho, đấy báo cho anh em là cái giá là 400.000 bao ship nhé. Đấy, cái thời điểm hiện tại là 400.000 bao ship nhé. Đấy, chân trống là chân trống bằng thép không gì nhá, 400.000 bao ship. Rồi, tiếp theo giới thiệu cho anh em là cái loại chân trống loại thứ hai. Shop giới thiệu cho anh em là cái loại thứ hai, nó cũng là dài 25 phân giống như cái loại đầu tiên. Đấy, nhưng mà cái chất liệu của nó đây, cái loại này là loại rẻ nhất anh em nhé, loại rẻ, chất liệu của nó bằng nhựa nhé. Đấy, bằng nhựa. Đấy, tiền nào của lấy thôi. Cái loại này là nó chỉ có chưa đến 300.000 nhé, chưa đến 300.000 đấy, nó chỉ là rẻ thôi. Đấy, chưa đến 300.000 thôi. Đấy, vẫn là cái loại là chân trống là 25 phân nhé anh em nhé. Đấy, nhưng mà nó là chất liệu bằng nhựa. Đấy, còn cái loại 25 phân là bằng thép không gỉ thì nó rơi vào 400.000 nhé. Đấy, anh em mua hàng nếu anh em nào muốn kinh tế thì anh em lấy loại này. Loại này nó bằng nhựa thôi, rất chia rẻ, chưa đến 300.000 nhé. Đấy, cũng là 25 phân, cũng rút vào rút vào đấy. Đấy, rút ra rút vào này. Mà đặc biệt đây nó là cái loại này, riêng loại này nó lại có cái hỗ trợ là cả chân dây 20 nhé. Đấy, chân dây 20. Đây là shop đang lắp là cái bên trên là cái chân dây 11, bên dưới là chân dây 20. Đấy, hỗ trợ cả 20 cả 11 nhé. Đấy, đây là cái loại là chân chống nhựa nhé. Chân chống nhựa. Đấy, chân chống nhựa dài 25 phân. Anh em mua, anh em lưu ý nhé, anh em đọc rõ cho kích thước cho shop để shop luôn lấy cái đúng mặt hàng như là anh em đặt nhé. Đấy, rồi
Và tiếp theo là shop bác xin giới thiệu cho anh em loại chân trống, là chân trống là cái loại tầm trung đấy, chân trống loại tầm trung đấy, là dài tầm trung anh em nhé, đấy dài tầm trung trung. Em xin đo đây trực tiếp cho anh em xem nó dài tầm bao nhiêu, 40 phân nhá, đấy chân trống dài 40 phân nhá, đấy chất liệu nó bằng thép không gỉ nhá, đấy nó có hai khớp nối nhá, đấy anh em vào anh em này, đấy anh em nắp vào nhá, đấy hỗ trợ là chân dây 11 nhá, hỗ trợ chân dây 11, chân chống dài 40 phân, đấy chân chống dài 40 phân, rút ra dài 40 phân, hỗ trợ chân dây 11. Đấy lúc nó gấp vào đây, lúc nó gấp vào thì nó rơi vào là cũng 25 phân. Đấy lúc nó gấp vào thì nó bằng cái thằng này rút ra. Đấy. Anh em mua hàng thì anh em alo cho shop mà tôi muốn mua một cái chân trống dài 40 phân, dây 11. Đấy chất liệu của nó là bằng thép không gỉ nhá. Đấy thép không gỉ nhá. Đấy đây là shop là đã gấp vào rồi nhá. Đấy. Cái giá thành của nó shop sẽ báo luôn giá thành của cái loại chân trống này nhé. Đấy, cái loại chân trống này thì là cái thời điểm hiện tại thì nó là giá của nó là chưa đến 600.000 nhá. Đấy, chưa đến 600.000 đâu nhá. Đấy, nó có thể là 550 đến 600 nhá. Đấy, từ 550 đến 600. Đấy. Và đến phần tiếp theo, shop lại xin giới thiệu cho anh em. Đây, một cái loại chân trống này, chân trống là chân trống dài nhất. Dài nhất mà shop hiện có đấy, shop sẽ xin đo cái tổng thể đến cái loại dài nhất cho anh em, nó rơi vào 60 phân anh em nhé, đấy rơi vào 60 phân, chân trống dài 60 phân đấy anh em, để ý rất chia dài đấy, anh em có thể là ngồi bán được nhé, ngồi bem được thoải mái, hỗ trợ chân dây 11 nhé. Đấy chiều dài của nó là rút ra này, rút ra hết cỡ đấy, hết cỡ là dài 60 cm nhé, 60 cm đấy, 60 cm. Anh em mua hàng thì anh em báo cho shop là mua cái loại chân trống dài 60 cm đấy. Cái giá của nó thời điểm hiện tại thì là nó rơi vào là hơn 600.000 một tí đấy, anh em nhé, hơn 600.000 một tí nhé. Đấy tại vì bây giờ tiền chung mà giá nó đang cao nên là cái giá nhập vào như ngày trước ngày sau thì nó chênh lệch nhau đấy. Còn anh em muốn biết giá chi tiết thì anh em alo lại nhấc máy đấy. Alo thiện chí, alo và hai số điện thoại ở trên biển đấy, số điện thoại suốt thì lúc nào cũng có là như thế rồi đấy, mua hàng mình được quyền mình hỏi chứ đấy, hơn 600.000 một tí nhé. Đấy đấy là chân trống 60 cm. Và cuối cùng giới thiệu cho anh em là một loại chân trống này. Chân trống loại này là chân trống xoay 360 độ nhé. Đấy, chân trống xoay 360 độ. Anh em lưu ý nhé. Anh em lưu ý là những cái loại chân trống trước là shop giới thiệu là nhé, cái loại chân trống đấy không xoay được nhé. Đây. Rất chi ưu việt nhé. Đấy. Loại này có thể xoay được 360 độ đây. Đấy, anh em đặt vào đây, anh em đặt súng đây. Em xoay, anh em bẻ đấy. Mình giữ nguyên cái chân này em được đấy, anh em xoay ok nhé. Đây là loại chân trống 360 độ nhé. Đấy giá thành của nó là chưa đến 500.000 nhé, chưa đến 500.000 anh em nhé. Đấy đây nó có nút chỉnh đây, anh em có thể rút ra đây đấy, rút vào nhé. Đấy rút vào đây đấy. Đấy anh em thích lối nào chỗ này đấy, em rút đến đây đấy, chỉnh chiều cao nhất đấy, rút ra rút vào nhé. Đấy. Cái loại chân trống 360 độ này bên shop đang có hai loại nhé. Đấy, kẹp dây nhé. Dây 11 và dây 20 nhé, hỗ trợ hai loại nhé, dây 11 và dây 20. Anh em nào mua dây 11 thì anh em báo dây 1, dây 20 thì anh em báo dây 20 nhé, có đủ hai loại hết nhé. Đấy riêng cái loại chân trống 360 nhé. Đủ hai loại dây 11 và dây 20 nhé. Đấy giá thành của nó là chưa đến 500.000 đấy. Chưa đến 500.000 nhé anh em nhé. Đấy, chưa đến 500. Đấy cái phụ kiện đi kèm của các cái chân trống này, nó chân trống nào thế, to nhỏ hay là đắt rẻ đều là có đục giáp hết nhé anh em nhé,
anh em mua thì anh em không cần phải lo nghĩ gì hết, đấy đầy đủ hết lục giác đấy, lục giác cho anh em nhé. Rồi anh em xem video đấy thấy hay, anh em là có nhu cầu alo vào hai số điện thoại shop đã vấn đề trên biển kia nhé. Đấy anh em xem video mà thấy hay thì chưa đăng ký kênh, anh em cho shop xin một nút đăng ký kênh để shop sẽ cập nhật những cái video mới nhất gửi đến anh em nhé. Chào anh em nhé.